Tới công chuyện với người vợ khờ U20 làm biến nhất quả đất tất cả mọi việc từ trong ra ngoài để một tay người chồng U36. Đến nỗi mẹ chồng phải nhắc nhở ra rầy mỗi ngày, nhưng người vợ khờ vẫn đâu vào đấy, chỉ biết ăn xong rồi đưa con đi chơi. Người chồng cũng phải bó tay với người vợ khờ U20, nhưng vì tình yêu, người chồng vẫn chấp nhận tất cả. Bây giờ mời cả nhà cùng trò chuyện với hai vợ chồng để hiểu rõ hơn câu chuyện như thế nào nhé. Rồi, em xin chào anh Sang. Chào. Dạ, hôm nay mình khỏe anh Sang? Khỏe. Hôm nay mình có đi làm gì không? Đi làm cỏ mà xịn quá làm không được. Dạ, nay không có làm gì hả? Rồi thấy căn nhà của mình là anh tự làm luôn hả? Tự làm. Mà sao thấy nó hơi thấp quá vậy anh ạ? Làm cao quá không đủ cây. À. Nên đi chặt. Xin ta chặt nè. À. Người này cái nhà sau thì mình mới mới chia làm ra thêm ha. Dạ. Hiện tại thì mình đang sống đây với hai với vợ mình thôi ha. Rồi vợ anh là nhiêu tuổi anh Sang? 20 á. 20 tuổi, anh còn anh nhiêu tuổi? 26, 36. 36 tuổi. Wow, mà trên lệch tuổi với nhau cũng khá cao ha. Rồi cũng có nghe nói là hôm bữa kiểu như ở nhà là một mình anh là cơm nước này kia là lo hết rồi, vợ không có làm gì hết trơn hả? Ừ. Kiểu như là vợ không biết nấu hay như thế nào anh? Ít nấu lắm, ít cho nó nấu, hình như nấu bên nhỏ bên sống. À, kiểu Bữa không. hổm đi nhà ba ruột nó nấu cơm sống cho ba ruột nó ăn. Sao vậy? Rồi lúc đó mình không có nó đẻ nước ít quá. À. Sống nhanh. Không có ai dạy nấu cơm hay như thế nào mà không biết nấu hả anh? Dạy cũng vậy à. Năm nay cũng 20 tuổi rồi nhưng mà làm cũng như không muốn làm như nó. À, không có đi về ở chung với lại bên vợ đó. Cô bà nội dữ lắm. Bên Bà nội vợ dữ lắm. là ở không được. Ừ. Rồi ví dụ như chỗ này người ta đuổi thì anh đi ở đâu giờ? Xin ta chỗ khác. Xin đất chỗ khác à? Và vẫn đã, cũng như xây cái chòi giống vậy ở đó hả? Ừ. Cuộc đời cũng cơ cực dữ ha. Nhưng mà ở đây anh có thể chia sẻ là khi mà anh gặp cái người vợ mà 20 tuổi này nè, trước đó anh có gia đình không? Có. Trước đó cũng có hả? Lúc đó là vợ anh cũng như là như thế nào, là mình mới chia tay hay như thế nào? Mình ở không hợp với nhau. À. Ở không hợp với nhau rồi nói ở không hợp thì mình ai nấy đây gì đó. Dạ, rồi lúc đó là có con không? Có một đứa con. À, nhưng mà 16 tuổi. không có theo anh hả? Không, bên mẹ nó. Bây giờ là bé là 16 tuổi hả? Nhưng mà không có theo anh. Rồi xong bây giờ là anh mới gặp lại người vợ anh sau là 20 tuổi. Rồi bây giờ có đứa con bao nhiêu tuổi rồi? Thằng này 10 tháng, 10 tháng rưỡi. À. Còn kia 3 tuổi đó. Dạ. Nhưng mà thấy vợ cũng không có biết nấu cơm nước rồi đồ ăn. Ở nhà người có giặt đồ không? Có. Chừng nào la quá đi giặt vậy. Không Chừng nào la thì la, bỏ vậy. chừng Nó nào ơi, la chút mới nữa, giặt. chút nữa tới chiều luôn. À, chừng nào la quá thì mới giặt, còn không la thì không có giặt luôn. Không. Rồi cơm thì nấu thì sống luôn. Đồ ăn rồi biết làm không? Biết. Đồ ăn biết hả? Là nấu đồ ăn, món ăn là bình thường hay là như thế nào? Làm có khi không ăn, có khi ăn đại vậy biết sao vậy. À. Khi làm lợi. Nhưng mà anh kiểu như mà thấy vợ anh thứ nhất là vụng về rất là nhiều thứ. Cơm là nấu không được, đồ ăn cũng không làm tốt nè. Đồ thì cũng giặt, nói chung cũng có nhưng mà phải nói rất là nhiều lần mới giặt. Kiểu như là anh thương vợ ở điểm nào mà anh có thể chia sẻ mọi người biết không? Bây giờ mình có một đứa con rồi, mình bỏ đi đâu bây giờ? Dạ. Chừng nào mình hồi đó mình không có con đi mình bỏ thôi nhau được. À. Có con rồi mình thôi tội nghiệp con. Dạ. Mình gắn bó với nhau. Dạ. Nhưng mà khi mà vợ cũng như là vụng về như thế này á, anh có cảm thấy buồn không? Buồn lắm, nhiều khi buồn lắm. Dạ, anh cũng cảm thấy rất là buồn khi mà vợ mình cái gì cũng không biết làm hết, cái gì cũng một mình tay mình hết đúng không? Nhiều khi buồn lắm. Rồi anh cũng có nói với vợ hay này nọ gì không? Có. Cũng Giận cũng chửi. cũng nói luôn. Giận cũng chửi, cũng la. Nhưng mà đâu cũng vào đó hả? Ừ. Không có thay đổi ha? Ai cũng. Người Dạ. ta lại người ta cũng chửi nữa. Mà cũng vậy à. Người ta cũng khuyên vậy đó ha? Ừ, Nói người là ta nói ừ gắng tiếp làm đi. Chồng mày làm mớ, mày làm mớ, mày ở nhà mày lo con mày đi. dạ Ừ, cũng vậy à. à
Em cũng làm ơn vậy. Quen rồi, biết nó quen. Nói chung là biết rồi quen. Với lại nữa thêm một cái thì anh tội cái là mình đã có con với nhau. Cho nên anh cũng chấp nhận kiểu như là mình bỏ đi đâu giờ ha. Bây giờ xin phép anh vô nhà đây, hơi nắng á, mình vô nhà mình ngồi ha. Rồi con chào cô nha. Rồi đây cũng có mẹ của anh Sang. Đó, thì hôm bữa cũng nghe nói Hiếu cũng không có mấy gì ở nhà nấu cơm nấu nước gì hết trơn cô ạ. Hiếu này nếu mà chồng nó ở nhà thì có cơm ăn. Nếu mà không có ở nhà rồi thì không có cơm ăn đâu. Chồng nó đi làm có khi về nhà không có cơm ăn, nó đi nhà tôi xin cơm ăn nữa. Kêu nó nấu cơm, nó mắc con nhỏ, nó làm không được. Rồi tới chừng bữa đó là nó nấu cơm rồi bỏ nhà tôi rồi cái nó nấu cơm làm sao nó lấy cái cây á. Nó nhét chỗ mà cái nó bật á, nút bật. Nhét cứng ngắc luôn. Rồi nó khét tới hả tới nắp luôn. Khét tôi la tôi đen thui lùi luôn, ăn không được luôn. Nó mịn lắm. Thiệt hả? Thiệt á, tôi nói sao mà nói cho tới cười vậy Hiếu? Người làm gì với mẹ chồng luôn hả? Ở nhà nha. Ở nhà tôi nói gì nè, tôi nói tại vì tôi không có biết tên nó, tôi kêu nó heo không à. Nói heo ơi, mày ở nhà mày tiếp nấu cơm chồng mày đi, chồng mày đi làm mệt lắm á. Nó nói chút nữa tới chừng chồng nói gì cơm chưa chín nữa. Còn đồ ăn chừng nào chồng nói gì thì là chồng nó làm cho nó ăn. Nếu mà chồng nó không làm thì nó cũng không có ăn cơm. Rồi con nó có khi là nó đi chơi vậy nó giò con nó lên vậy. Trời ơi. Rồi nếu mà chồng nó ở nhà thì không có đâu. Chồng nó ở nhà nó không dám. Nếu mà chồng nó không ở nhà thì nó lấy cái dây nó cột con. Kiểu như là buộc lại đừng cho đi đâu hay như thế nào cô? Nó cột á, nó không cho con nó đi theo nó ẩm nhỏ xíu này đi không à. À, kiểu như đi chơi á ha. Đi chơi đừng á. Cho bé đó đi theo. Không cho đi theo. Trời ơi. Cho nó ở nhà. Rồi cái mấy tôi nghe khóc nó chạy lại cái khi tôi thả ra rồi nó đói bụng á. Đi nhà tôi nó ăn nó thấy thèm nó biết luôn. Chừng nào cha này ở nhà thì nó không có khóc không có gì hết trơn á. Thì ăn nó cũng đầy đủ mà tới chừng là nó đi làm rồi á thì là nó khóc nó đòi ăn, người mẹ nó không có lo đâu. Mình hỏi nó nói heo ơi mày cho con mày ăn chưa, nó nói ăn rồi mà thằng này nó đói bụng chết thì cho gì nó ăn thấy thèm nó biết luôn. Thằng này thì nó đi hồi lúc mà mới có bầu thằng nhỏ ha, chồng nó đi mà văng lưới á ban đêm á. Chồng nó đi cỡ chừng á là cỡ chừng 4-5 giờ á nó cũng đi cỡ 8-9 giờ mới đi là đi chơi á cô ha, thì đi chơi á ban đêm á nha, 9-10 giờ mới về. Mới lúc này á là mới có thằng này nè. Có thằng này á là chồng la trời ơi vậy mà còn bỏ cho tôi hết 3 lần nha nghe. Nói mẹ giùm giữ cho con đi mà nó đi mất tiêu luôn. Thằng này nó khóc quá trời luôn, tôi đâu biết làm gì mà có sữa cho nó bú. Khóc quá trời á, thì chừng nào chồng nó lại kịp á thì đi kiếm nó. Chồng nó lại không kịp á tôi dỗm chết luôn vậy. Bỏ cho tôi 3 lần á, tới sau này á tôi nói tôi nghỉ dữ rồi. Đừng có gửi nữa. Đó. Rồi cô cũng nhắc nhở rồi con dâu rồi thêm nữa rồi chồng cũng nói này kia nhưng mà tôi mà cũng không nhắc có nhở giùm nói bây giờ heo ơi chồng mày đi làm gì mày ở nhà mày giùm nấu cơm một nồi cơm đi, có ăn không có thì được ăn mắm ăn muối cũng được. Nó nói nó cười rồi đó, không có biết làm gì hết trơn. Quần áo là lúc này thì nó đỡ ha, hồi lúc mà mới lại đây là chồng nó giặt không. Vừa đi bán nha, vừa chồng nó đi bán rồi cái vừa về nhà nấu cơm rồi làm đồ ăn rồi giặt đồ. Tôi thấy vậy, nói chung là cũng có nói nhắc nhở mà Hiếu cũng không có thay đổi, không có thay đổi rồi không có nhớ cái gì hết trơn á. Mà nói chuyện ở ngoài nó nói dữ lắm nha. Tôi ưa giận, tôi ưa nói. Tôi nói trong nhà, trong cửa cơm, nước, gạo, thóc, mà nước mắm, nước muối không biết, mà nhà người ta làm sao mà mày biết. Vậy là tao không biết đâu. Bây giờ mày nghe lời mẹ đi,
giờ ở chồng đi á, mày ở nhà mày nấu cơm chín cho rồi để đó đi. Yeah. Có không có thì ừ bây giờ chồng ơi không có gì ăn á, ăn mắm ăn muối đỡ đi. Yeah. Mình nói vậy cũng được, nó không biết gì hết trơn. Nó biết nhà ta không à, ngày ngày là nói chuyện nhà ta không. Nhưng mà chuyện nhà ta thì sao hay vậy Hiếu, rồi sao mà ở nhà cơm nước này kia sao không lo vậy? Ừ. Vậy đó. Nhưng mà khi mà hễ nói tới thì cũng không có cãi lại hả cô? Không, không có cãi. Cũng im im vậy thôi. Ừ. Nhưng mà xong rồi cứ mai lại làm tiếp. Ừ. Vậy là chắc kiểu vậy này đó, vậy đó. Kiểu này giống như kiểu bó tay luôn rồi. Bó tay rồi. Hồi lúc chồng nó đi làm nó nói à, mẹ ơi, bà già chồng trước tôi á gửi tôi cho tôi 1 tỷ, nói ừ 1 tỷ thì được rồi. Dạ. Rồi rồi anh Sang kiểu như vợ anh cứ như vậy vậy là anh cũng có nói cũng nhắc nhở vợ mà không có thay đổi anh Sang à? Không. Anh có nói thường xuyên hay là anh có dạy vợ phải nấu cơm, phải giặt đồ, phải gì không? Nói đủ. Nói đủ thứ hết trơn á. Tôi nói... ở đây là tôi biết á. À. Nói đủ thứ nó ừ em à đi làm này, em à làm kia. Anh nói vậy à, em nghe lời anh đi rồi nó dùng tiếp làm anh đi. Anh đi làm cái này á, anh em ở nhà làm cái này đi cũng được, nó không có làm. Ừ. Nó ừ ừ rồi à. Ừ. Mà nó ẩm nó con ú đi chơi lúng tung hết trên hảo. Đi bưng chiếc giặt lúa, nó ẩm thằng này tới chùa. Ừ. Nó đứng ngoài nắng á. Đi ngoài nắng á. Ừ. Và thằng này bệnh bao bữa mới hết nè, mới bớt nè. Trời. Con nít mà ở ngoài nắng sao chịu nổi, người lớn còn chịu không nổi nữa. Nhưng mà kiểu như mình cũng nói, mình cũng dạy, mình cũng hướng dẫn đủ thứ hết. Ừ. Nhưng mà không có kiểu không có tiếp thu á, đúng không cô? Ờ. Nó nghe bên đây nó lọt bên đây nè. Tôi không có ghét là ừ nó nghèo, nó khổ, nó sao tôi không ghét, tôi không gì hết trơn á. Dạ. Tôi là thương đều hết trơn, đứa nào tôi cũng thương hết trơn. Mà tại vì tôi thấy nó vậy á, mình nó dạy nó đi từ từ á, sau này á, cũng nó nghe mình. Dạ. Mà mình nói sao nó cũng vậy à, lại ở đây á, cũng 2-3 năm rồi, không phải là ít đâu. 3 năm rồi, 3 năm mấy. Mà nó đâu có nghe lời mình. Nếu mà có ông Sang ở nhà thì nó không có đi, nếu mà không có rồi nó cột thằng này ở đây nè. Ừ. Cột ở đó. Vậy là nói chung là nếu mà có chồng ở kế bên á thì Hiếu nó đỡ một chút. À. Còn ví dụ như không có chồng ở nhà là thôi là xong rồi đó, kiểu như là tự do. Ừ, tự do, muốn đi đâu đi, đi rồi con thì cũng không có coi, không lo. Mà nó nhảy đi, tôi nói tôi thấy nó vậy, tôi nói ôi Sang ơi, con ơi đừng có mà thương vợ con chi, nó cũng không có biết gì đâu. Nó nói à, không đâu mẹ ơi, con thương là từ từ là con dạy, con kéo nó được. Dạ. Nói vậy rồi làm nó được 2 mâm vậy, tôi giận nó nói ngay, tôi nói thẳng luôn, tôi không có đi, tại vì tôi giận. Dạ. Ừ. Là con không nghe lời mình á. Dạ. Tôi không có đi. Là bên vợ nó không à, chứ còn bên này thì không có ai đi. Dạ. Ừ. Rồi xong bây giờ là chỗ anh Sang cũng như là kiểu như mình cũng biết trước là vợ mình như vậy luôn. Nhưng mà vì anh Sang anh cũng thương vợ. Ờ, tại vì nên chấp nhận. Là xứ mình ở đây á. Dạ. Không biết hết trơn à. Cũng... Dạ. cũng biết là vợ mình cũng kiểu như không có được hoàn hảo cho lắm, kiểu như cơm nước không biết nấu hay là cái gì đó. Người okay. Giờ Hiếu nói sao vậy, lý do sao mà tối ngày đi chơi không vậy? Sao vậy? Hả Hiếu? Bởi đừng nói nha má. Thằng Hiếu, con vợ với mẹ chồng vậy. Hồi đó em hồi năm rồi á, hồi năm rồi ha, tôi la quánh thằng này nè, ba nó ở nhà quánh nó tôi đấy ha. Lớn như là cây á. Trời ơi. Nè. Cái chút ở trước nè. Sao vậy? Hiếu. Ghê ngậm mặt kìa. Có tao mới nói, không có tao không có nói đâu. Lê chơi. Đi chơi. Lê chơi nó xe lợi đó, không chơi nó xe đâu. Nhưng mà Hiếu này, Hiếu mà không có cố gắng thay đổi là kiểu này là mai mốt là cho anh Hiếu đi trả về đó. Ừ. Trả về ở với cha đi. Giờ là vợ nó không có biết cái làm gì hết trơn, là một tay chồng nó không á. Chồng nó hen là đi làm gì, có khi đi giăng lưới về nhà có cá gì hen, là đi bán rồi cái về nhà mới nấu cơm rồi cái làm đồ ăn rồi cái giặt đồ, nó là nằm võng hả. Chừng nào cơm chín thì lên ăn, cơm không chín thì á, chồng không làm cho ăn thì nó cũng nhịn đói à. Dạ. Vậy đó, nó đi làm nó ngay,
như mỗi ngày này cũng vậy nè. Dạ. Cái miệng nó la, la la vậy mà cơm nước thì nó cũng lo cho vợ con nó ăn. À. Ừ. Mà nếu mà nó làm á, có khi á, mấy người nói ừ, nó làm biếng không phải vậy. Có khi á, nó không có tiền á, nó đi làm á, ngày, hai ngày, buổi nữa, buổi gì, có khi á, làm chưa đủ cho người ta nữa, nó đi mượn tiền người ta lợi. Yeah. Sang vậy ha, đồ ăn á, là nó mua cho vợ nó ăn á. Tôi có ăn sao thì tôi nói vậy. Yeah. Nó mua bún riêu, bún này, bún kia, đồ ăn á, mua cho thằng này nè. Bởi vậy á, hồi lúc mà đồn tả đi á, đặng á, là bà cò nó nói á, thằng này ốm. Thằng này nè. Yeah. Chứ một người mà nuôi tới ba, hai ba người. Yeah. Làm sao đủ ăn, có khi người ta kêu, có khi người ta không kêu. Yeah. Nó không kêu là nó đi là xoay cá, xoay ớt gì đó. Được chút đỉnh thì nó đi bán này. Đi theo tôi đi trước, nó đi sau, tại vì nó có xe. Nó đi bán rồi là tiền đó là nó mua đồ ăn cho vợ con nó ăn. Yeah. Vậy tính ra là bây giờ anh Sang là kiểu giống như là làm đủ mọi chuyện hết trong nhà. Thứ nhất là lo cơm, lo nước, giặt giũ đồ đi làm. Là nói chung là vợ ở nhà là chỉ việc là chăm con. Là chăm con, giữ con không à. Giữ con không được nữa đó. Ừ. Là phải la lên la xuống nữa. Ừ. Kiểu như anh bây giờ là mình hết cũng như bó tay rồi, mình còn không biết cách xử lý thế nào anh Sang à? Giờ là cũng chấp nhận số phận hay như thế nào anh Sang? Giống như hồi nãy em nói vậy. Bây giờ gắng bây giờ làm sao đây? Giống như hồi nãy em nói vậy đó. Bây giờ có khi nào anh suy nghĩ là nữa đem vợ trả về cho gia đình không? Cái đó chưa biết. Chưa suy nghĩ tới hả? Ừ, chưa biết đâu, tại vì là mình hứa đâu có được. Dạ. Yeah. Ừ. Cái đó mình hứa không có được. Kiểu như mình thấy là trời vợ cũng như là không có làm được cái gì rồi, mình khổ quá đi. Một mình mà tới nuôi ba người rồi thêm vợ cũng không có giúp phụ giùm mình vậy đó. Đó, kiểu như mình không có suy nghĩ là nữa mình đem trả vợ về cho cha mẹ của vợ chắc vậy đó. Bị cái đó là nó không có nghĩ tới đó đâu. Dạ. Yeah. Ừ. Kiểu như tại vì mình thương vợ nhiều quá. Ừ. Nó thương vợ thương con thì nó không có nghĩ tới đó đâu. Dạ. Yeah. Ừ. Này chắc cũng là duyên nợ cho nên là anh mới sống được với nhau. Ừ. Chứ tôi thấy mấy người là có vợ có chồng á, người ta cũng khờ mà người ta cũng biết. Yeah. Biết lo trong nhà trong cửa á. Yeah. Mà nhỏ này á không có biết lo gì, tôi la không có biết cái gì hết trơn á. Cho nên là nói chung là cô cũng ở gần thì cô cũng nhắc nhở, nhưng mà cũng bó tay luôn. Cũng kiểu như nếu tay mà nhắc nhở mà chị nghe thì cũng còn đỡ, mình còn giúp đỡ, mình kiểu như phụ cái này phụ cái kia thì mình phụ được. Ừ. Còn kiểu như mà nói mà không nghe làm cho mình càng tức thêm nữa. Ồ. Thôi. Té không? Ê, cảm ơn cô nãy giờ chia sẻ gia đình anh Sang cô ha. Dạ cảm ơn rất là nhiều. Đi cũng là mẹ chồng cái nhà. Đó, cũng chia sẻ nãy giờ trong video đó thì cũng chịu đựng của cô thì cũng có giới hạn thôi cả nhà. Thì Hiếu ơi, nãy giờ mẹ chồng mình chia sẻ có đúng sự thật chứ Hiếu? Hết đúng luôn hả? Trời ơi, rồi thay đổi không? Rồi. Thay đổi ha. Rồi từ từ ha. Đó. Rồi đừng để chồng làm ơn nhá. Biết không? Bây giờ mỗi ngày mình phải cố gắng thay đổi lên nha. Chứ đừng có nói mình rồi mình làm thêm nữa đâu có được. Thấy không? Bây giờ mình sống với chồng là mình sống cả đời mà đâu phải sống ngày bữa đâu, nên phải cố gắng cùng giúp cho chồng chứ. Thấy không? Còn sao em 5 giờ sáng nó còn ăn cơm rồi thôi. Bây giờ sáng ăn cơm hả? Không, sáng nó là đám cơm. Nấu cơm hả? Dạ. Ý là 5 giờ sáng nay là đi nấu cơm. Dạ. Nấu gì sớm dữ vậy? Ủa anh Sang? Ý là nấu nấu sớm để cho anh đi làm hả Sang hả? Không, mấy nhỏ ăn. Ờ, cho mấy đứa nhỏ ăn hả? 5 giờ sáng nấu cho bé ăn thì sớm dữ vậy. Rồi bây giờ ở nhà thì mình phải dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ đồ đạc giúp chồng nhớ, để chồng đi làm kiếm tiền để lo cho mình. Dạ. Thầy hiểu không? Dạ. Con đi chơi giống cái gì hết lại xe rồi. Đi chơi chút là đi đâu? Đi chơi đó, đi chơi nhậu dựng nhà mẹ chơi nó khơi lại rồi này. À. Thôi nghỉ đi chơi đi, ở nhà đi tiếp dọn dẹp nhà cửa đi nha. Dạ. Ủa? Đi chơi luôn nên giờ đi luôn. Ờ. Vậy hiểu đó gì? Chọn chừng luôn. Hả? Ôi chừng luôn. Cho luôn hả?
À ơi. Cho ông luôn hả? Nghỉ nuôi hả? Nghỉ nuôi sao? Nghỉ vậy. Sao vậy? Sao nghỉ nuôi vậy? Nghỉ vậy. Trời ơi. Trời ơi, muốn cho mà cho bé này luôn rồi cả nhà ơi, không muốn nuôi nữa. Ôi khóc luôn rồi, nghe mẹ cho khóc luôn kìa. Sợ luôn rồi. Bây giờ bé mấy tuổi? Buồn rồi, mặt buồn luôn rồi. 2 tuổi chưa? Ba tuổi rồi đó. Rồi giờ không muốn nuôi nữa hả? Trời ơi. Sao vậy? Lì quá. Lì quá hả? Lì rồi cho người ta nuôi rồi được. Trời ơi. Con mình lì mình cho người ta, ai mà dám lấy? Lì đi, chó. Ai mà dám, con mình lì rồi, ai mà dám lấy chàng. Thấy không? Dạ. Chứ nào con hiền người ta ngoan, tao mới lấy chứ. Tự nhiên lì mà giải không nổi cho ai ai nuôi đây. Hả? Cái gì? Chó. Sao con nghĩ vậy? Bây giờ kiểu như không có tiền nuôi hay là làm sao, mới cho nói coi. Hả? Cho lực chưa quên. Hả? Cho lục vua nữa. Dạ. Sao vậy? Sao cho lục vua vậy? Nghỉ nuôi rồi. Nghỉ nuôi luôn. Trời luôn nghe. Dạ sự luôn nè. Buồn luôn nghe, mặt buồn luôn nghe, cho buồn luôn nghe. Đó. Sao vậy con? Buồn hả? Nó nói chuyện được không? Không luôn à. Không được. Biết nghe phải không? Nghe không hết một chút. Bà học đây cho ông ngoại nữa đó. Ông ngoại uống rượu nước xong chút rượu ủ uống. Trời ơi. Hồi nãy thấy Hiếu giác cậu mạnh như Hiếp. Nói chung Hiếu rất là mạnh cả nhà. Nhưng mà bây giờ không Hiếu. Dạ. Sao em sao mạnh như vậy? Không rơi đường dừa bẻ dừa uống. Ồ bẻ dừa luôn, leo dừa hả? Dạ. Mình leo hả? Nghe nhà cha cũng bẻ dừa uống nè. À leo luôn hả? Cao không? Cây đó cao không? Không, xấu rồi. Ừ. Nhưng mà nè, bây giờ ở nhà mình phải tiếp làm việc cho chồng, dọn dẹp nhà cửa này kia đi, nha. Cố gắng đi. Chứ bây giờ mà tình trạng mà như vậy vậy là sao mà được. Mình phải dọn dẹp này kia tiếp chồng thì chồng mới cố gắng làm việc lo cho gia đình được. Em Hưng ở Sài Gòn gửi tặng cho mình 500 ngàn mà cho mua gạo cho em 25kg thì 420 ngàn. Còn dư 80 thì anh tặng cho anh 100 luôn, ha. Dạ. Rồi. Rồi cảm ơn đi. Cảm ơn. Em Hưng. Hưng Hưng. Ở Sài Gòn á. Dạ. Rồi chúc em Hưng đi, chúc đi. Chúc mừng em Hưng. Hả? Chúc em Hưng. À, rồi sao nữa? Cảm ơn em Hưng ơi, chúc em Hưng luôn làm ăn phát tài chứ. Ừ. Tài. Ừ. Nói gì? Mắc cỡ gì? À. Rồi